Hiện tại thì ở bên showroom Honda Võ Văn Kiệt đang có chương trình lái thử trúng thật đó, chương trình này, lái thử trúng thật. Nếu các anh chị đến đây và lái thử xe CRV phiên bản mới áp dụng từ ngày 3 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 8 thì chúng ta sẽ có cơ hội được bốc thăm, có được những cái món quà như dù nè, rồi xe đạp nữa, xe đạp Modulo này và nhiều phần quà khác thú vị hơn nữa. Các anh chị nếu mà muốn trải nghiệm và cảm nhận CRV cứ hãy alo cho NTC nhé. Nhớ số hotline 0933 509191. Cứ alo, NTC sẽ hỗ trợ chúng ta. Quay trở lại với kênh NTC Channel. Trước mắt quý vị đây chính là xe CRV lắp ráp trong nước phiên bản cao cấp nhất, phiên bản L. Như những cái thông tin mà bữa giờ em có gửi đến các anh chị, đó là chỉ về giấy tờ thôi. Còn hiện tại là em có xe thật để em quay cho mọi người coi những cái chi tiết nào và những cái đặc điểm nào mà nó đáng lưu ý trên chiếc CRV 2020 phiên bản mới này. Các anh chị có thể thấy về phần đầu xe trông rất là bắt mắt. Cái mặt ga lăng trước này được sơn màu đen. Đó, được sơn màu đen nên trông rất là thể thao, mọi người thấy không? Nó kéo từ phía bên này qua bên đây. Và cái phần mạ chrome bóng á được vuốt cho tới khúc phía trong của cái đèn đầu luôn, bộ đèn đầu luôn. Đó, những cái đường cong này rất là đẹp, rất là uyển chuyển. Theo nhận định của em thì phần đầu xe phiên bản mới này trông nó cuốn hút hơn là cái phiên bản cũ. Đó, nhìn rất là đẹp. Rồi về bộ đèn đầu của bản L này, bởi vì đây là bản cao cấp nhất nên được trang bị đèn LED. Ở trong đây nó có bao nhiêu là hốc đèn ta, để em đếm thử coi. 2, 4, 6, 8 hốc đèn LED rất là sáng. Đèn LED thì cho dãy ánh sáng trắng chiếu rất là sáng và trông cái xe nó rất là hiện đại. Đó. Còn phía dưới nè, đèn sương mù thì cũng được trang bị đèn LED luôn. LED này trông nó khác với cái đời cũ, nhìn nó đẹp chứ. Nó từng cụm một nè. Đó. Và cái phần cạn này nè, phải nói là thay đổi về phần cạn trước, trông cái xe nó khỏe khoắn hơn. Chỗ này là được mạ chrome bóng nha mọi người. Rất là bóng. Nên nó tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Rất là bóng. Kéo từ bên đây, kéo dài qua bên kia luôn. Đó mọi người thấy không? Mọi người có thể mình cùng chiêm ngắm lại những cái đặc điểm, những thay đổi về diện mạo của chiếc CRV ở phần đầu xe ha. Mọi người cùng xem lại với em. CRV phiên bản mới này được trang bị bộ mâm là 18 inch. Bộ mâm 18 inch nhưng có thiết kế khác so với xe đời cũ. Đó là về cái hình thù. Về hình thù của cái bộ mâm, mọi người nhìn đây thì cũng thể đoán ra nó theo cái dạng hình hoa mai ha. Đó, thiết kế rất là đẹp, rất là tinh xảo. Rồi, chỗ này gương chiếu hậu thì cũng được tích hợp đèn báo rẽ xi nhan. Đó. Và phần phía dưới đây nè, cái phần ốp, phần lườn hông xe nè, ốp lườn nè, cũng được mạ chrome, một cái dải mạ chrome bóng kéo từ đầu cho đến phần đuôi này luôn, tạo cho cái chiếc xe nó có cái điểm nhấn. Đó, nhìn rất là đẹp. Mọi người có thể xem sơ lại phần hông xe và sau đó qua phần đuôi xe để mình thấy được sự khác biệt giữa hai phiên bản cũ và mới như thế nào ha. Và đây là cái phần đuôi xe, thì mọi người có thể thấy là
nhìn vô là mình thấy được sự khác biệt rồi. Mọi người thấy khác biệt ở điểm nào không? Cái đầu tiên đập vô mắt mình đó, đó chính là bộ đèn này nè. Đèn của CRV phiên bản mới này là có cái màu nó hơi sậm màu, nó kiểu dạng như là xám khói á. Nhìn cái xe nó kiểu nó cứng cáp hơn, nó cool ngầu hơn. Đó. Rồi phần phía dưới cái phần cản này này, phần cản này. Ở phần cản này thì có nhiều anh chị á, là cũng khen chiếc xe này có cái phần cản sau này có thiết kế đẹp hơn phiên bản cũ. Đó. Và dưới phần cản nữa đó là phần bô. Bô thì không còn là cái dạng hình tròn nữa mà là hình elip. Đó. Camera có thể quay sát lại cái phần lip bô phía dưới nè. Hai bên. Đó. Và trên phiên bản L ở phía dưới này sẽ có một cái vùng cảm biến để khi chúng ta quơ cái chân, trong trường hợp chúng ta cầm chìa khóa xe và quơ chân thì tự động cái cốp sau sẽ tự động mở. Xíu nữa em sẽ thử đá cốp cho mọi người xem. Và trên xe này thì được trang bị camera cặp hông, camera Landquart á, thì ở phía trên đây. Đó. Ở bên phía cửa phụ, ở bên phía cửa phụ thì được trang bị camera Landquart nè. Thì xíu nữa vô trong xe, em sẽ bật cái tính năng này lên để cho mọi người thấy là nó tiện lợi như thế nào cho các anh chị khi chúng ta đi trên đường. Xe này thì cũng được trang bị cửa sổ trời luôn, giống như bản L phiên bản cũ ha. Cửa sổ trời trên đây này. Nói chung là bây giờ mọi người có thể coi lại những điểm khác biệt, những điểm khác biệt và tổng quan thiết kế của chiếc xe về phần ngoại thất ha. Mọi người cùng xem sơ lại và sau đó là cùng em đi vào phần nội thất để khám phá ở trong xe nó có những cái tính năng gì mới. Trước khi mà mình vô phần nội thất á, thì bây giờ mọi người cùng em mình thử cái tính năng đá cốp trước ha. Đó. Đá cốp hay còn gọi là mở cốp rành tay á. Trong điều kiện chìa khóa ở bên mình và chân mình quơ trong cái vùng cảm biến ngay đây nè, là tự động là có nè, một lần thôi. Rất là nhạy. Cái tính năng này rất là nhạy. Đó. Thì khi mà cốp mở lên rồi thì mình có thể tắt, có thể đóng cốp theo hai dạng, cái này bấm nút này hoặc không là trên chìa khóa. Còn không là tay chúng ta không có thể nào mà tác động được vô những cái nút vật lý á, thì chỉ cần cũng quơ thêm lần nữa. Đó. Tính năng này rất là hay và rất là tiện trong quá trình chúng ta bê đồ đạc quá nhiều đi, mình không có tay để mình sử dụng thì mình sử dụng cái chức năng này. Bây giờ mình đi vào phần nội thất đi. Nói đến phần nội thất thì mở cái băng ghế sau ra trước đi. Mọi người thấy trông nó khá là rộng rãi. CRV tuy cái kiểu dáng nó hơi nhỏ nhỏ nhưng mà về phần nội thất thì luôn luôn làm cho người sử dụng cảm thấy thoải mái mà không có cảm giác như chật chội khi ngồi trên xe. Đó. Bây giờ thì mình vào phần nội thất ha. Vào phần nội thất xe. Chìa khóa để đây. Thì trước tiên là mình để ý. Ở trên phiên bản này nó có những cái nút công tắc nó lạ hơn phiên bản cũ này. Chỗ này mọi người thấy nè. Đây là những cái công tắc này được bổ sung thêm nè. Cảnh báo va chạm nè. Rồi hệ thống chật làn đường thì nó nằm trên đây hết. Giảm thiểu chật làn đường. Đó. Mọi người thấy nè. Rồi bên đây trông nó hơi khác xíu nè, là nó có một cái bệ dùng để sạc điện thoại. Cái này được trang bị trên phiên bản L ha, sạc điện thoại không dây đó. Đó, chỗ này nè, như đời cũ là không có. Ngoài những cổng sạc thông thường thì có cái chức năng sạc không dây. Bây giờ em thử sạc điện thoại này, để em bật nút này trước. Rồi, mình phải kích hoạt trước.
cái cảm ứng của cái màn hình này nó cũng nhạy hơn trước nữa. Rồi, trước khi mà mình sạc không dây là mình phải bấm cái nút này ha. Mình cần sạc thì mình bấm nút này. Rồi để điện thoại vô ha. Đã sạc, tự động sạc luôn. Rất là tiện, đâu cần phải rút dây dở gì ra mà cắm vô đâu. Trong trường hợp mình không muốn sạc thì mình cứ việc tắt cái nút đi. Có cái nút nguồn ngay đây nè. Rất là tiện. Rồi trên màn hình này này, trên màn hình này nó có thêm mấy cái chức năng nữa. ACC hay là LKAS này này. Đó là những một trong những hệ thống của Honda Sensing giúp hỗ trợ cho người lái tốt hơn. Đó. Chỗ này này, chỗ này cũng hơi khác biệt này. Phần phím Cruise Control này khác biệt cái là cái này là nó là kiểm soát hành trình, thích ứng và bao gồm cả giải tốc độ thấp luôn. Đó, thì nó có những cái thứ này. Thì những cái video sau em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái hệ thống này nó như thế nào, nó cụ thể hơn, test drive trên xe luôn. Này em giới thiệu cho mọi người, thì xe này thì cái gì cũng có, không có thiếu gì đó. Cửa sổ trời cũng có này, ghế chỉnh điện 8 hướng có này. Bây giờ mình thử cái chế độ land watch nè. Thử chế độ land watch thì chỉ cần bấm lên đây là trên màn hình này này, nó sẽ hiển thị cái hình ảnh mà cái camera bên phía bên phụ quay được. Chẳng hạn như bây giờ mình đá xi nhan qua trái, à đá xi nhan qua phải nè, là nó cũng hiện lên. Còn nếu trong trường hợp mình không đá xi nhan nhưng mình cũng muốn hiện lên để mình quan sát những cái xe bên cạnh nó có chạy gần xe của mình hay không, hay là mình để ý cái làn đường nó như thế nào, thì chỉ cần bấm cái nút này thôi, cái nút bên đây nè, bấm nút vô là tự động nó hiện lên luôn. Đó, mọi người thấy không? Rất là tiện luôn. Những người mà mình mới lái xe, mình chưa quen nhìn gương á, thì cái này nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Quan sát trong đây là mình biết là bên kia là có xe rồi. Ở đây là những cái chức năng nè. Cái chỗ chữ man này này. Man này này, khi mình bấm điều chỉnh lên á thì nó sẽ hiện lên hai cái chức năng. Giữ làn. Trên đây này, hiện lên này, ACC với LKAS. Đó. Mình điều chỉnh là kiểm soát hành trình này, rồi giữ làn đường này. Đó. Không không muốn bật thì tắt đi. Muốn bật lên thì mở lên, rồi điều chỉnh này. Đó. Này là mình điều chỉnh cái mình set up cái độ xa gần của cái radar phía trước, nó nhận diện chiếc xe phía trước. Đó. Khoảng cách xa hay gần. Rồi, còn phía dưới này, chỗ này này. Làn đường. Đó. Rất là hay luôn. Thì những cái này thì ở những video sau em sẽ làm hướng dẫn kỹ hơn cho mọi người. Video này thì em chủ yếu là em giới thiệu cho mọi người thấy được là chiếc CR-V phiên bản lắp ráp đang trưng bày ở đây nó như thế nào, nó được trang bị những tính năng gì đáng tiền để chúng ta bỏ tiền ra mình mua. Và những điểm quan trọng là trên xe này vẫn được trang bị 6 túi khí, 8 loa. Đó. Gương thì chống chói tự động luôn. Rồi nói chung là tất tần tật những cái thứ mà chúng ta cần để phục vụ cho cái việc lái xe của chúng ta được dễ dàng hơn, an toàn hơn là trên xe này đều được trang bị hết rồi. Đó. Trên xe này bây giờ chúng ta cùng xem lại, cùng coi qua lại phần nội thất của chiếc xe trước khi chúng ta nói về vấn đề động cơ xe ha. CR-V thì được trang bị động cơ 1.5 turbo tăng áp cho sản sinh công suất là cực đại 188 mã lực tại vòng tua là 5.600 vòng. Với cái sức mạnh này thì CR-V sẽ là một chiếc xe đi đường đô thị hay là đi đường đường trường rất là tốt, không có ngán bất cứ loại đường nào hết. Và kèm thêm nữa đó là cái phần khoảng sáng gầm của CR-V cũng khá là cao, đó là 198 mm. Đó, với khoảng sáng gầm như vậy và kèm theo cái động cơ này kết hợp với hộp số vô cấp CVT thì CRV chắc chắn là sẽ làm hài lòng khách hàng. Đó. Và về
chiều dài, chiều rộng và chiều cao tổng thể. Chiều dài tổng thể là 4m6 và chiều rộng là khoảng hơn 1m8. Còn chiều cao là khoảng hơn 1m6, thì em nghĩ là với cái kích thước này thì CR-V đi trong phố nó rất dễ là xoay sở. Rất dễ là xoay sở. Và hiện tại thì giá của CR-V đang là 1 tỷ 118 triệu cho phiên bản L. 1 tỷ 118 triệu cho phiên bản cao cấp nhất là phiên bản L. Và nếu như chúng ta lăn bánh và ra biển tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đâu đó khoảng tầm 1 tỷ 2 thôi. Các anh chị mà thấy đang thực sự quan tâm đến dòng xe này và muốn nhận những cái ưu đãi tốt nhất thì cứ hãy alo cho NTC. NTC hứa sẽ hỗ trợ khách hàng nhận xe sớm nhất và có được cái những gói ưu đãi tốt nhất có thể. Nếu mà các anh chị cứ thấy hay thì cứ hãy nhấn like hoặc subscribe cho kênh của NTC để cho NTC có được cái động lực để làm những cái video sau tốt hơn, chất lượng hơn để phục vụ cho các anh chị. Và các anh chị nhớ là cứ hãy liên hệ vô số hotline 0933 50 9191 gặp NTC. NTC sẽ hỗ trợ chúng ta nhiệt tình. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và còn những cái màu sắc khác của CR-V nữa thì em sẽ làm vào những cái video sau. Chào tạm biệt mọi người.